Sáng nay tại khoa ngoại thần kinh và cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, rất nhiều người thân, cán bộ trong đơn vị đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Công Trò, tỉnh Gia Lai, nhập viện từ chiều qua sau vụ việc xe chở gỗ đâm vào xe cảnh sát, khiến anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Bác sĩ Phạm Ngọc Hải, khoa ngoại thần kinh và cuộc sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, Đại úy Nguyễn Đức Nhã nhập viện vào 21 giờ tối ngày 27 tháng 7 trong tình trạng đau lưng, đau hông phải, bầm tím đùi trái, xây sát mạng sườn phải, cẳng chân trái, khủy vai và tức ngực. Bệnh nhân Nhã bị tổn thương phần mềm, đầu bị đập xuống đất, bị choáng nhưng rất may mắn không bị tổn thương. Đại úy Nguyễn Đức Nhã cho biết hiện vẫn đang cảm thấy choáng váng ở đầu nên không thể nói được nhiều. Khi được hỏi về vụ việc xe chở gỗ tông thẳng vào xe cảnh sát, anh Nhã nói rằng không phản ứng kịp và không ngờ các đối tượng lại liều lĩnh như vậy. Chị Đặng Thị Thoa, vợ đại úy Nguyễn Đức Nhã cho biết, khi chị nhận được tin thì người dân đã đưa anh Nhã đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe chở gỗ lật ngửa, vị trí anh Nhã bị văng ra cách xa 9 đến 10 m so với vị trí đứng chốt chặn. Chiếc đồng hồ đeo tay, ví của anh Nhã bị văng ra treo lên cành cây trăm. Sáng nay người dân đã tìm thấy và trả lại. Theo các bác sĩ khoa ngoại thần kinh và cuộc sống, đối với bệnh nhân nhã bị tổn thương phần mềm và vùng đầu nên cần thêm một thời gian theo dõi và điều trị tiếp theo mới có thể xuất viện. Như tuổi trẻ đã đưa tin, tại tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5, xã Công Giang, huyện Công Trà Gia Lai, nhóm tội phạm dùng xe tông thẳng xe cảnh sát giao thông đang bố trí để chặn phương tiện của tội phạm bị điều tra tội giết người. Tài xế lái xe tông vào cảnh sát bị phát hiện dương tính với ma túy đá.